Thưa quý khán giả của đài VNTV, chúng tôi lại có anh Đỗ Như Điện và tôi là Nguyễn Giao. Kính chào quý vị. Xin được trình bày với quý vị một cái đề tài rất là gần gũi đối với chúng ta. Thưa anh Điện, tôi đề nghị là mình sẽ nói về cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vào Tòa Bạch Ốc và những cái sinh hoạt tham gia chính trị ở nước Mỹ của người Việt gốc tị nạn chúng ta. Thưa anh Giao, thưa quý vị, thì cứ 4 năm một lần. Tóm lại là năm nào ở Mỹ cũng có bầu cử, hoặc tiểu bang, hoặc là địa phương, hoặc là liên bang. Nhất là 2 năm thì có những cuộc bầu cử trung bình, và 4 năm là có một cái cuộc gọi là tổng tuyển cử. Tất cả từ tổng thống cho tới thượng viện, cho tới hạ viện, cho tới thống đốc, cho tới những cái cơ chế nhỏ nhất. Thì năm 2016 này là một cái năm bầu cử, thành ra chúng ta thấy khắp nước Mỹ đang sôi sục về vấn đề bầu cử. Cái cuộc bầu cử đang diễn ra cho đến bây giờ, chúng ta thấy ở tranh cử và tổng thống thì đảng Dân Chủ bây giờ chỉ còn có hai, tức là bà Ngoại trưởng Hillary Clinton và ông Thượng nghị sĩ Sanders. Thì cho đến nay thì chưa biết rằng như thế nào, nhưng mà hai người đang cố nước rút để có thể được đảng Dân Chủ đề cử. Cho đến bây giờ thì bà Hillary vẫn đang dẫn đầu về cái số phiếu đại biểu. Và ông Sanders, nhất là tuần tới đây, sẽ có cuộc bầu cử ở New York. Và nếu cuộc bầu cử này mà ông Sanders thắng, thì vấn đề bà Hillary cũng gặp khó khăn. Nhưng mà trước cái đó hình như có cái tranh cử đó, debate. Thì đó là một trong những cái rất là lý thú. Về phía đảng Cộng Hòa thì lúc đầu có 17 người, nhưng bây giờ chỉ còn có 3. Thì 3 đó khổ nỗi là bây giờ nhìn chung trong cái người lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, và có thể nói rằng đại đa số cử tri của đảng Cộng Hòa đang bị phân hóa. Là vì cái ông mà được nhiều phiếu cử tri nhất ấy, lại là cái người bị nhiều áp lực, nhiều chống đối nhất, tức là ông Donald Trump. Còn lại ông Ted Cruz, tức là một thượng nghị sĩ ở Texas, và ông Kasich, tức là thống đốc của tiểu bang Ohio, ba người. Nhưng mà bây giờ trong cái những nhà chiến lược của đảng Cộng Hòa đó, thì họ vẫn không muốn coi như là cả ba ông này là theo cái khuynh hướng chung đó, thì họ không muốn cả ba. Không muốn cả ba là vì không người nào mà thỏa mãn được cái con đường mà đảng Cộng Hòa muốn. Thành ra anh Điện, như vậy rất nguy cho đảng Cộng Hòa đâu, chuyện mà không chiếm được cái số phiếu mà họ sẽ bầu cho Dân Chủ. Vâng, và đó nếu thì nếu mà đây chia phiếu đó. Đó thì như vậy nó sẽ xảy ra cái gì? Do đó bây giờ đảng Cộng Hòa đang tính cái nước là kể cả ba người đều không đạt được 1.237 phiếu đại biểu. Tức là như vậy thì sẽ có cái chung cuộc ở đại hội vào tháng ngày 22 7. tháng 7 này. Và đại hội sẽ chọn ra ứng cử. Và lúc đó thì mới ngã ngũ rằng ai là người được đảng đề cử chính thức. Và lúc đó cuộc tranh cử mới trở lên gay go. Và cái sự hỗ trợ quảng cáo của đảng lãnh đạo đảng Cộng Hòa mới cho cái gọi là ứng viên mà đảng chọn á, đảng chọn nó mới mạnh mẽ nhất. Vâng. Chứ bây giờ đảng cũng chưa biết nên hỗ trợ một trong ba nhân vật nào. Ông Donald Trump thì được nhiều phiếu, nhưng mà khi người ta càng ngày người ta phân tích thì người ta lại thấy rằng nếu chết ông này mà làm tổng thống thì nguy quá. Chẳng những mà người dân Mỹ mà cả thế giới họ nhìn vào một người mà ăn nói vang mạng như vậy. Mà cái tương lai của đảng Cộng Hòa cũng tiêu luôn. Vâng, đúng. Chẳng những mất luôn ghế tổng thống và mất luôn cả thượng viện, mất luôn cả hạ viện và mất luôn cả một số thống đốc. Đó là một cái nguy cơ mà đảng Cộng Hòa đang ngồi trên lửa giờ thế giao và thưa quý vị. Thế thì như vậy, chúng ta nhìn như vậy, đó là cái chuyện nước Mỹ. Nhưng mà nhìn về vấn đề cộng đồng Việt Nam, đó là cái vấn đề chúng ta quan tâm. Vâng, anh Điện, tôi nhìn cái vấn đề đại thể nó là như thế này, là chúng ta di dân qua nước Mỹ đã 41 năm rồi, gần 41 năm rồi. Vâng. Và tổng cộng số người Mỹ gốc Việt trên khắp nước Mỹ là vào khoảng 1.8 triệu. Đúng, vâng. Thì nhìn vào cái sự tham dự của người Mỹ gốc Việt trong cái chính trị gọi là mainstream đó, gọi là chính ngạch của Hoa Kỳ đó,
Nếu mà so với những cái sắc dân khác đó, thì có lẽ cái sự tham dự của chúng ta nó chưa đủ mạnh Vâng. so với cái tỷ lệ đó. Tôi xin đưa ra mấy cái dữ kiện rõ ràng như thế này anh Điện, Vâng. để xin anh cho ý kiến của anh. Vâng. Anh Điện vừa nói cái chuyện bầu cử tổng thống chạy đua vào tòa Bạch Ốc bên Đảng Cộng Hòa, ông Ted Cruz, ông là người gốc Cuba đó. Đúng, và trước đây là ông Romeo cũng là gốc Cuba ba. Đúng vậy. Vâng. Mà ông Ted Cruz là sinh đẻ ở bên Canada nhưng mà bố mẹ là quốc tịch Mỹ, nhưng mà Gốc Cuba. diện mạo của ông ấy cũng như là rõ ràng là dân Cuba. Vâng. Thì tức là mà ông ấy là đương kim thượng nghị sĩ nhá, Vâng. tức là cũng cao lắm phải anh Điện, Đúng rồi, ngang tức là ngang với cái ông John McCain, và nghĩa là có thể nghĩa là ngang ngửa với tranh luận với lại tổng thống Mỹ, khi mà tổng thống Mỹ cần vấn đề gì mà được thượng viện hỗ trợ. Bây giờ nhìn về cái phía Việt Nam mình, tôi không nhớ rõ là tổng số dân tị nạn Cuba ở thí dụ như Miami nó là bao nhiêu, nhưng mà Việt Nam mình 1,8 triệu nhé. Vâng. Bắt đầu mình á, chỉ có ông Tony Lâm Quang, anh Điện nhớ không, Đúng rồi, là nghị viên thành phố Westminster đầu tiên vâng. cách đây cũng cả 15 năm rồi Lâu, vâng, lâu hơn, mà lúc vâng. đó là cũng nổi đình nổi đám, bởi vì ông ấy là vị dân cử người Mỹ gốc Việt đầu tiên Vâng. trong chính quyền địa phương. Thì bây giờ cao nhất của mình á là bà thượng nghị sĩ của tiểu bang thôi, California, Janet Nguyễn. Vâng. Bà cũng mới đắc cử cách đây khoảng 2 năm thôi, Vâng. sau khi bà đã hoàn tất hai nhiệm kỳ rất là tốt đẹp ở Board of Supervisor của Orange County. Vâng. Thì dưới bà Janet Nguyễn á, chúng ta thấy hiện giờ đương kim đó là có một số thị Thị trưởng trường Tạ Đức Chí này, thị Westminster, trưởng thị trưởng Garden Grove Garden Bảo Grove Nguyễn này, là vâng. thị trưởng gì nữa, hai Là phó ba thị trưởng. phó thị trưởng. Nhưng mà đừng quên rằng mấy cái tỉnh này đó dân số nó có chừng 30.000 người à. Không, lớn hơn anh. Hả? Lớn hơn. Tóm lại là bây giờ đó về cái thành về chính trị địa phương đó thì chúng ta có San Jose, có nghị viên, có hai nghị viên trong đó, có phó thị trưởng, rồi Fountain Valley, rồi Fountain Westminster, rồi Garden Grove, Valley. rồi bên Texas thì có Hubert Võ, dân biểu tiểu Dân bang. biểu tiểu bang. Ok, Đó. rồi, rồi, Rồi rồi. trước đây thì có dân biểu Cao Quang Ánh là người duy nhất được đắc cử vào Hạ viện Mỹ đó, của Louisiana. Đó. Thì đó là những cái và các địa phương bây giờ cũng khá nhiều. Thí dụ ở Texas thì có nha sĩ Chu Văn Cương ra cũng ra tranh cử dân biểu ở ở tiểu bang Texas. Tóm lại là cái việc tham dự của chúng ta trong cái mainstream, tức là cái dòng chính của chính trị nước Mỹ đó, chúng ta chưa chưa đủ, chưa chưa mạnh nếu so sánh với Cuba hay là so sánh với một số những cái cộng đồng thiểu số khác. Vì vậy cái điều quan trọng nhất là có hai điểm. Điểm thứ nhất là người Việt Nam trở thành công dân nước Mỹ thì phải đi bỏ phiếu để tạo cái sức mạnh Tối tối thiểu. thiểu. Đó là điểm quan trọng thứ nhất. Và vì vậy chúng tôi kêu gọi quý vị nào đã trở thành công dân Hoa Kỳ thì ghi danh bầu cử, và nếu quý vị không khó đến phòng phiếu thì xin bầu cử khiếm diện, tức là người ta gửi lá phiếu về nhà cho mình Gửi bằng thư, để bầu cử bằng thư. rất là tiện lợi. Đó là cái thứ chúng tôi mong hỏi. Thứ hai là chúng ta ủng hộ các ứng cử viên đang ra tranh cử ở trong các cái chức vụ, chúng ta có thể giúp họ, vận động cho họ, gửi tiền cho họ để họ lên tinh thần. Đó là hai cái công tác mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm. Nhưng mà việc ghi danh bầu cử rất quan trọng, là vì ngay tại địa phương này, thí dụ San Diego này, chúng ta có 5 dân biểu thuộc tiểu bang. Mà trước đây, thí dụ chúng tôi khi phục vụ cộng đồng đánh giao cũng vậy, chúng tôi có những cái liên hệ rất mật thiết với những cái người, những vị dân biểu cũng như thành phố, để chúng ta muốn cái gì ở cộng đồng này, chúng ta đến, chúng ta gõ cửa và chúng ta nói với họ được. Bây giờ chúng ta muốn vận động cho vấn đề nhân quyền Việt Nam, đến ở đâu? Đến gõ cửa mấy ông dân biểu ở tiểu ở thành phố mình đấy này. Đại Đã, diện vâng. cho thành phố mình. Chứ bây giờ khi mình đến thì họ coi Việt Nam, wow, Việt Nam ở San Diego ba mươi mấy ngàn người mà chỉ có mấy trăm người đi bỏ Đi phiếu, bầu. thì cái tiếng nói của chúng ta nó yếu quá. Đó là Anh cái Điện, vâng. thành ra tóm tắt lại,
Ngoài cái chuyện mà phải đi gõ cửa mấy cái văn phòng của những vị dân cử mà không phải người Mỹ gốc Việt đó, mình muốn làm mạnh và hiệu quả hơn như thế, Vâng. tức là mình muốn được là những cái vị dân cử Đúng, đó, thành ra mình phải và nuôi chúng và dưỡng. mình có quyền biểu quyết những cái đạo luật, những cái luật lệ mới mà nó có lợi về hai phương diện. Thứ nhất, cho diễn biến dân chủ hóa và tự do cho Việt Nam. Vâng. Và thứ hai, cho cái dân sinh của chúng ta trên đất nước Hoa Kỳ. Đúng, vâng. Mà nếu không đi cái đường như là dân tị nạn Cuba đã đang đi đó, thì mình sẽ chẳng đi đến đâu hết cả. Vâng. Đúng anh Đạt? Vâng. Vâng. Vì thời gian có hạn này chúng tôi sẽ phải chấm dứt ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào quý khán giả.